Chúng con xin kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm một vụ đam Minh tại Houston thuộc Phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm dòng đam Minh. Tôi là Linh Mục Phao Lô Nguyễn Hải Đăng. Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần lễ thứ 33 mùa thượng điên năm B. Giờ đây xin kính mời quý cụ quý bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùng. Ông liền chạy tới phía trước leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia Kêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trò. Ông Gia Kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Kính thưa cộng đoàn Đức thánh cha Benedicto thứ 16 khi suy niệm bài Tin Mừng ngày hôm nay. Ngài gọi đây là một trong những câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong Tin Mừng. Khi Đức Giêsu phá vỡ mọi quy chuẩn của con người. Khi Đức Giêsu làm một cuộc cách mạng về phương diện tôn giáo, khi ngài không ngừng ngài xác định rõ đối tượng cứu độ của ngài chính là những con người tội lỗi. Ta đến để đi tìm và cứu những gì đã mất. Dẫu biết rằng đó là sự tự do của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng tâm hồn những con người tội lỗi thì dễ đón nhận tình yêu của Thiên Chúa hơn những con người mà tâm hồn đã lấp đầy sự tự mãn như hình ảnh của người thu thuế gia kêu trong bài tin mừng hôm nay ông gia kêu là một người thu thuế và trong cái nhìn tôn giáo thời bấy giờ ông bị xếp hạng là một con người tội lỗi chính vì vậy ông luôn phải đối diện với những ánh mắt những thái độ khinh ghét loại trừ và kết án của những người do thái ông chưa từng cảm nhận được một tình yêu thật sự trong cuộc đời của mình. Nhưng hôm nay qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã làm cho cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi. Đức Giêsu đã ngước mắt nhìn đến ông, Đức Giêsu đã cúi xuống trò chuyện với ông, Đức Giêsu đã không ngừng ngại ngỏ ý ở lại nhà ông. Hành động đầy yêu thương của Đức Giêsu hoàn toàn khác với những ánh mắt khinh ghét, loại trừ và kết án của những người Do Thái. Và chính tình yêu của Đức Giêsu đã làm cho cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi. Đó là ông cũng muốn trở thành một con người có lòng thương xót như chính Thiên Chúa đã thương xót ông. Ông vui mừng thưa với Đức Giêsu rằng, Thưa Thầy, tôi xin bán phân nửa tài sản của mình để phân phát cho người nghèo. Và nếu tôi làm thiệt hại của ai điều gì, tôi xin đền trả gấp bốn. Sự hoán cải kỳ lạ trong cuộc đời của ông Gia Kêu phần nào đã trả lời cho chúng ta lý do vì sao Đức Giêsu chọn những con người tội lỗi để làm đối tượng cứu độ của mình. Bởi họ luôn biết mở lòng ra với Thiên Chúa để dám thay đổi, để dám trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chính vì vậy Đức Giêsu trong tin mừng, ngài luôn nói đến một tâm hồn trẻ thơ trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Một tâm hồn trẻ thơ nghĩa là một tâm hồn luôn biết mở lòng ra với Thiên Chúa biết khiêm tốn đón nhận thánh ý của Thiên Chúa và sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip về, ngài tha thiết mời gọi tất cả những người Kitô hữu chúng ta. Anh em hãy luôn mang trong mình anh em những tâm tư khiêm tốn mà anh em luôn có và đã có trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta rất cần tâm tư khiêm tốn của Đức Giêsu để chúng ta biết nhận ra những yếu đuối, những thiếu sót và tội lỗi nơi chính mình và luôn biết chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Để nhờ đó, chúng ta cũng được biến đổi như người thu thuế Gia Kiều trong bài tin mừng hôm nay. Đó là chúng ta cũng trở thành một con người của lòng thương xót như chính Thiên Chúa đã luôn thương xót mỗi người chúng ta Amen tôi